Let's welcome Miss Venezuela. Và bây giờ là người đẹp đến từ đất nước Venezuela. Chúng ta cùng tiếp tục dành một tràng. And for this, Miss Venezuela. Vâng thưa quý vị, xin được chúc mừng người đẹp Venezuela. And now, Miss Norway. Và thưa quý vị, người đẹp tiếp theo lọt vào top 5 đó là Hoa hậu đến từ Na Uy. And next is Miss Vietnam. And now Miss Czech Republic. Xin chúc mừng người đẹp đến từ Cộng hòa Séc. And the last one. Who will be the last one? Congratulations for Miss Ecuador. Vâng, và người đẹp cuối cùng lọt vào top 5 của cuộc thi người đẹp biển ngày hôm nay chính là Hoa hậu Ecuador. Xin được chúc mừng 5 người đẹp đã lọt vào top 5 của cuộc thi đêm nay. Can I interview you, Miss Venezuela? Yeah. Could you share a little bit your feeling right now? What did you? Yeah. I feel so good. I'm very happy. Are you nervous? A little bit. A little bit. Yeah. Vâng, Huyền có hỏi cảm giác của cô ấy khi cô đứng ở top 5 như thế nào thì cô ấy có trả lời là cô ấy rất là vui nhưng mà cũng rất là cảm thấy sợ tại vì tiếp sau đây. Và bây giờ chúng tôi sẽ công bố giải thưởng này. Và thưa quý vị, người đẹp mặc trang phục biển đẹp nhất cũng chính là Miss Sand Deluxe Thuận Thảo. Chúng tôi sẽ công bố ngay sau đây. Xin mời Nguyễn Thị Huyền ạ. Are you ready? Are you ready? Chúng ta hãy dành thêm một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Yeah. All the audience support you. So now, Miss Swimsuit. The winner of the swimsuit contest of Miss Earth 2010 in Vietnam is Miss Vietnam. Vâng, xin được chúc mừng Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương, Miss Vietnam. Và Hoa hậu Diễm Hương cũng là Hoa hậu được giải người đẹp mặc áo tắm đẹp nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Chúng tôi xin được